Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện cái điều luật cốt yếu nhất mà chúng ta phải giữ, đó là mến Chúa yêu người. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng ta và xin cho chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách giữ tròn điều luật yêu thương Chúa dạy. Chúng ta hợp ý dâng lễ tạ ơn theo ý người xin, cầu cho các linh hồn Maria, linh hồn Louis, Isabel, Anton, Phêrô, Francisco, Xavier, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hối, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các từng trời. Con chung tụng Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về neo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tranh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách đệ nhị luật. Mô-xê nói cùng dân chúng rằng: nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn
và huấn thị của người đã được ghi chép trong sách luật này. Hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời để các ngươi có thể nói: ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được. Nó cũng không phải ở bên kia biển để các ngươi viện lẽ nói rằng: ai trong chúng tôi có thể vượt biển và mang nó về cho chúng tôi để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy. Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi. Đó là lời Chúa. Chích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê: Đức Giê-xu Ki-tô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là chưởng tử mọi tạo vật, vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành. Mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bề thần hay quận thần, dù là chủ thần hay quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chân Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ Người và vì Người. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa. Oh.
anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên mình lừa, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu. Khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông: Ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa. Công đoàn phụng vụ và giới trẻ các con thân mến, cái biến cố năm 2001 ở tòa tháp đôi tại Hoa Kỳ làm cho cả thế giới kinh hoàng và lặng thinh trong đau khổ. Nhưng mà chính trong bóng tối mà ánh sáng lại được rạng ngời. Chính trong cảnh đau khổ đó mà cái tình liên đới làm sáng lên một giá trị không gì so sánh được và được mọi người trân trọng và đề cao. Những con người có tấm lòng rộng, biết chia sẻ, biết cảm thông. Đang khi nhiều người bó tay thấy mình bất lực trước cái chết không thể nào trốn được của nhiều người đang bị nhốt ở trong tòa tháp đôi, đang bị cháy, người ta còn sống. Thì lúc đó cha Michael Church, linh mục tiên úy của lính cứu hỏa New York, và anh em cứu hỏa New York xông đến tòa nhà để tìm cách cứu người bị nạn trong đó. Biết rằng xông vào là nguy hiểm, là chết, không biết chừng. Nhưng mà việc cứu người bị nạn được đặt lên trên. Thế nên mấy trăm lính cứu hỏa và cha Church vẫn xông vào tòa tháp đôi. Và đang lúc cha Church ban các bí tích sau cùng cho các anh em cứu hỏa thì tòa tháp đôi sụp xuống, chôn vùi cha và mấy anh trăm anh em cứu hỏa xông vào bên trong. Hãy thương mến anh em như chính mình là điểm cốt yếu cho tất cả những gì Chúa Kitô muốn nói với cái người thông luật ngày xưa và với tất cả chúng ta. Đó là điểm cốt yếu của tin mừng Đức Kitô rao giảng, nhưng lại là cái điểm mà bình thường ra ai cũng muốn tránh né. Nhà thông luật đã hỏi Chúa Kitô: Ai là anh em tôi? Đây cũng là cái câu chúng ta thường đặt ra khi mà kêu gọi lòng bác ái, kêu gọi lòng quảng đời, kêu gọi sự cứu giúp. Và Chúa kể ra câu chuyện dụ ngôn: Một người bị cướp, bị đánh trọng thương nằm lề đường, một tư tế đi qua, rồi một trợ tế
cả hai đều đi qua, và cái người duy nhất dừng lại để cứu cái người bị nạn đó là người Samaria, là một người dân ngoại. Chính lòng thương đã nâng anh lên gần Thiên Chúa, là đấng mà dân của Chúa luôn khẩn nài, khẩn cầu hy vọng nơi tình thương của Chúa, như trong câu Thánh Vịnh chúng ta nói về lặp đi lặp lại lòng Chúa yêu thương. Vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của người bị bắt cầm tù. Chúa là đấng là tình yêu, không chê bỏ những người con dân bị bắt cầm tù và lắng nghe những người cơ khổ. Vậy mà chúng ta gọi Chúa là Cha, gọi Chúa là Chúa, mà lại bịt tai lại, nhắm mắt lại. Vậy thì chúng ta là con của ai? Không biết, nhưng mà chắc chắn một điều, xa lạ với Chúa lắm. Và 10 điều răn mà tất cả ai trong chúng ta cũng thuộc rồi, 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Và trong cái dụ ngôn về ngày phán xét, Thánh Matthew đã cho chúng ta thấy Chúa phán xét không phải là người có đạo đứng một bên, người không có đạo đứng một bên, các giáo sĩ đứng một bên, rồi các giáo dân đứng một bên, hay là gì gì khác, nhưng mà những kẻ lành đứng qua bên hữu, những kẻ dữ đứng qua bên trái. Và Chúa phán xét về những cử chỉ và hành vi bác ái, có giúp người nghèo đói không, có thăm viếng người yếu lâu tù tội không, là những việc làm cho người ta, nhưng mà Chúa lại coi là chính Chúa. Và hễ bỏ không làm cho người ta thì Chúa coi như là bỏ không làm cho Chúa vậy. Mới nghe ta thấy hơi lạ lùng, nhưng mà làm sao bây giờ một người trong nhà ta, con của ta, ai đánh con của ta thì như đánh ta, ai xúc phạm đến bố mẹ của ta thì như xúc phạm đến ta vậy. Mà Chúa yêu thương mọi người như là con của mình. Và nếu ta xúc phạm đến một ai thì ta xúc phạm đến Chúa, bởi vì Chúa hạ mình xuống thế làm người để cho cái người đó được sống, vậy mà ta lại muốn người đó chết, không được. Thánh Gioan Tông Đồ quả quyết: nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Thứ nhất Gioan đoạn 4 câu 20. Còn Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Galata, chúng ta mới nghe: tất cả lề luật được nên tròn trong điều răn duy nhất này, người phải yêu mến tha nhân như chính mình. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng ta. Để làm sao? Để cái tội của chúng ta Chúa mang vào mình Chúa. Và cái phúc của người con Thiên Chúa chúng ta lại được hưởng trong tình yêu không có phân biệt, không có loại trừ, không có cấp độ. Lời tạ ơn đẹp nhất chúng ta dâng lên Chúa đó là chúng ta cư xử với người khác như Chúa đã cư xử với chúng ta. Và có một câu Thánh Kinh mà tôi rất thích, có thể nói được vắn gọn thôi, nhưng mà giữ được hai điều đó thì cầm được cái chìa khóa vào nước trời rồi. Đoạn thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 7: đức mến là chi? Là tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã tha và Chúa đã chịu đựng chúng con. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Xin cho chúng con cũng nhiều tội lắm. Xin cho chúng con biết tha thứ và chịu đựng người khác. Và không có gì làm cho Chúa vui lòng hơn hai điều đó. Và Chúa đã vui lòng thì chúng con nắm chắc được hạnh phúc đời đời. Amen.
Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha, phép tăng vô cùng dâng lên. Thời quan phong siêu phi la tu chịu đóng đinh trên cây thanh gia, trên và tán xác xuống ngục tù tâm. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên điều Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, thờ kính Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người như chính mình là giới đanh căn bản của đạo Chúa và là đường đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Xác tín với điều đó và quyết tâm chu toàn luật yêu thương, chúng ta tha thiết cầu xin. Hội thánh có sứ mạng tiếp nối sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn lắng nghe và nhận ra sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua những dấu chỉ thời đại, để tích cực dấn thân phục vụ những nhu cầu chính đáng của con người. Người thông luật hỏi Chúa Giêsu: Tôi phải làm gì để được sống đời đời? Xin cho mọi Kitô hữu luôn khao khát cuộc sống vĩnh cửu, biết gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, sống theo lời Người truyền dạy trong cuộc sống. Chúa Giêsu nói với người thông luật: Ông cũng hãy đi và làm như vậy. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn yêu mến và thực hành lời Chúa dạy, tích cực dấn thân trong các hoạt động tông đồ bác ái, luôn nhạy bén trước nhu cầu của người chung quanh và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ. Tình Chúa nhầm lời Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và chúc phúc cho chúng con luôn hăng say tiếp nối sứ việc tông đồ của Chúa con Chúa, hầu đem tin mừng của tình yêu đến cho nhiều người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa thương kết hợp muôn người trong
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, hồi thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này, xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bồi dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: là Thiên Chúa càng đào binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đứng ngự điện nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các lạy Chúa, Chúa thân là Đức Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mâu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thì thưng ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Emmanuel chúng con,
Đức Cha Tô-ma và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tôi trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Giêsu bao người thông luôn, ông hãy đi.
trời vơi. Chúa đến bên con, Chúa đến bên con, cho nỗi lòng nhẹ vơi. Với Ngài chính nơi an vui là nguồn sự sống cho đời. Những lúc tim con u hoài một số, có lúc thoáng nhớ Ngài ở với con. Khi bao rộn ràng ngăn về trời cao, cầu sao Chúa thương ban những phút thành thời. Ôi không còn gì, ôi không còn gì khi tình Ngài lìa xa. Chúa đến bên con, Chúa đến bên con, cho nỗi lòng nhẹ vơi. Với Ngài chính nơi an vui là nguồn sự sống cho đời. Những gương bờ xa hoen mờ tâm trí, tâm linh mong lung ảo ánh trong tràn hòa thương mến, xin đến với con trong ánh sáng dịu êm. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bi tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có
trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời trong cùng. Amen. Ôi nữ vương cao sang quyền phép trên trời, con đến khấn dâng cho mình con, xin thái thương xem con học ngã giữa vời, nhờ mẹ ra tay cứu giúp xa con, khấn dâng mẹ cho cả cuộc đời tình yêu hương. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.